Các bạn ơi, các bạn có thấy thân hình của mình dạo này to con không mọi người? Bởi vì mẹ mình mới mua cho mình một chiếc scooter để mình có thể đi học hàng ngày. Mẹ mình không mua cho mình một chiếc xe đạp mà mẹ mình mua cho mình một chiếc scooter. Và hôm nay không phải là Halloween đâu nha mọi người. Halloween đã hết cách đây 20 ngày rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử scooter nó chạy như thế nào nha mọi người. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi đào tạo scooter đầu tiên của thầy Slipper. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn không biết chạy scooter thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chạy scooter qua thế giới bên kia. Trời ơi, vừa mới chạy là mình qua thế giới bên kia mất tiêu rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng trở thành người chạy scooter hay nhất cái map OB này nha mọi người. Mình đã từng chạy xe đạp rồi và bây giờ mình sẽ chạy scooter xem có khác gì so với chạy xe đạp hay không. Dạ, yeah, chúng ta đến với Step 4 rồi và get go. Oh my god, cái này là mạng nhện hả? Oh my god, các bạn ơi, thì hết Halloween rồi mà ở đây vẫn còn mạng nhện luôn. Và cái nhạc nền mình đang nghe thì là nhạc nền Halloween. Mà đã hết Halloween từ rất là lâu rồi thì các bạn ơi, thì tầm khoảng 1 tháng nữa thì chúng ta sẽ đến với một cái dịp lễ hết sức là quan trọng là dịp lễ Noel. Và chúng ta sẽ tiếp tục chơi những trò OB liên quan tới Noel nha mọi người. Và chúng ta đã tới stage 10 rồi, rất là chuẩn xác luôn các bạn ơi. Thì mình là người đào lần đầu tiên và mình chạy scooter. Oh my god, qua tới thế bên kia mất tiêu rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cẩn thận để vượt qua khỏi những cái map này càng nhanh càng tốt cho mọi người. Let's go. Ok các bạn, mình đã làm được rồi, 12 rồi. Các bạn ơi, thì còn khoảng 87 cái stat nữa thôi là đúng 100%. Thì chúng ta sẽ vượt qua cái map này. Nếu như mà các bạn không muốn chết đó, thì các bạn cần phải nhảy hết sức là cẩn thận. Các bạn không cần phải làm màu làm mè luôn nha mọi người. Mình cố gắng để không chết, mà chết càng ít càng tốt nha mọi người. Đó, các bạn thấy không? Thân hình của mình hết sức là cuồn cuộn luôn. Nhờ mình đi xe đạp đi học mỗi ngày đó mọi người. Các bạn, nếu như mà nhà các bạn ở gần trường đó, thì mình nghĩ là các bạn nên đi học bằng xe đạp. Mà dạo này thì mình thấy xe đạp của mình hư rồi thì mẹ mình đã sắm cho mình một chiếc scooter. Wow, khúc này thì mình cần phải đi từ từ thôi nha mọi người. Ok, từ từ thôi nha mọi người, không cần phải nhanh, không cần phải vội đâu. Và chúng ta đã đến với start thứ 17 rồi, sắp tới start thứ 20 rồi. Cố lên Slipper ơi. No, qua thế giới bên kia luôn. Yes, ok các bạn. Và bây giờ mình phải nhảy hết sức là cẩn thận nha mọi người để không dễ dàng qua thế giới bên kia một cách dễ dàng được. Rồi ok các bạn, mình đã tới stat thứ 20 rồi. Cố lên, đây là stat thứ 20. Dạ, yeah, còn 80 stat nữa thôi là chúng ta sẽ về tới đích rồi. Dạ dạ dạ, 21 rồi. Wow, các bạn thấy không, mình lái scooter rất là khá nha mọi người. Đây là lần đầu tiên á, mà mình được lái scooter như thế này luôn á. Wow. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn lại trải nghiệm lái scooter với mình á, thì các bạn cùng kết bạn với Face Slipper nha mọi người. Đây dạ. Và bây giờ chúng ta thử lại thôi nào. Thật là không thể tin nổi luôn á, mình cứ chết đi chết lại hoài luôn mà. Bây giờ thì mình đã đến với stat thứ 30 rồi, chỉ còn 70 stat nữa thôi là chúng ta đã hoàn thành việc huấn luyện chạy scooter. Mình chính là người chạy scooter giỏi nhất trường học của mình luôn. Các bạn ơi, thì lớp học của mình là lớp 15 nha mọi người. Thì các bạn thử đoán xem lớp 15 là lớp bao nhiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cố gắng vượt qua khỏi thử thách này càng sớm càng tốt cho mọi người. Oh my god, sau khi mà mình vượt qua khỏi thử thách này thì mình nghĩ là mình sẽ là người chạy scooter giỏi nhất trường. Oh my god, mà trường mình toàn người ta toàn đi ô tô không à, không có ai đi scooter như mình đâu. Nhưng không sao, bởi vì mình yêu sức khỏe, yêu bản thân nên mình sẽ cố gắng đi scooter hàng ngày, hàng tuần và hàng năm luôn nha mọi người. Và mình nghĩ là mình sẽ chở người yêu của mình đi scooter đi học luôn. Trời ơi, chết mất tiêu rồi. Đây, cố gắng lên. Trời ơi, qua thế giới bên kia luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập trung để vượt qua khỏi chỗ này nha mọi người. Let's go. Mình làm được mà. Cố lên Slipper ơi. Các bạn ơi, thì ở dưới chân mình chính là một cái tia laser rất là lớn luôn. Nếu như mà mình đặt cái chân ở dưới cái tia laser đó thì mình sẽ bị chết hoặc là mình sẽ bị cháy cái bàn chân. Và chúng ta đã đến với map thứ 35 rồi. Đây chính là stat thứ 40 rồi. Chúng ta sắp hoàn thành cái thử thách của ngày hôm nay rồi. Và mình sẽ trở thành một người vận động viên lái scooter chuyên nghiệp. Wow, các bạn biết không, mẹ mình cho mình chạy scooter biết làm gì không mọi người? Để mình trở thành một vận động viên đua scooter trên trường nha mọi người. Thì hiện nay á, thì trên trường mình có tổ chức một cái giải là đua scooter. Thì mình cần phải vô Roblox và mình luyện thôi. Bởi vì Roblox nó khó với thực tế rất là nhiều luôn. Yes, roll it. Chỉ còn, trời ơi, sao mình chết hoài vậy các bạn à. Mình không hiểu luôn á. Mình đã đi được 1/2 quãng đường rồi, chỉ còn 50 stat nữa thôi thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái thử thách của ngày hôm nay là được huấn luyện trở thành một vận động viên scooter chuyên nghiệp để có thể đi đấu giải thể thao ở trên trường nha mọi người. Wow, cái này sao mà khó vậy ta? Mình cảm thấy cái này dễ lắm mà sao nãy giờ mình băng qua còn chưa được nữa. Nãy giờ mình rớt ở đây là không là 10 mạng rồi nha mọi người.
Wow, tới mạng thứ 11 rồi mà không, thật là không thể tin nổi luôn á. Wow, kết giao. Và bây giờ thì mình cần phải cẩn thận hơn để vượt qua những cái thử thách của ngày hôm nay. Trời ơi, nó mất nữa rồi. Oh my god, và bây giờ mình phải tập trung hết sức nha mọi người. Mình mà không thể tập trung á là mình sẽ không thể nào mà trở thành vận động viên scooter giỏi nhất thế giới. Scooter. Yes, yes. Oh my god, yeah. Và đến thời khắc hôm nay là chúng ta đã đi được 1/2 chặng đường rồi, còn 50 start nữa thôi thì chúng ta sẽ đạt tới 100% Rosette. Dạ bây giờ trời ơi sao mà kỳ, tôi kỳ đã, tôi bị dính ở đây rồi các bạn ơi. Rồi xong, chết luôn, về với chúa luôn. Thật là không thể tin nổi luôn á. Ấy da, và bây giờ mình cần phải hết sức là cẩn thận để vượt qua chỗ này nha mọi người. Let's go, còn một xí nữa thôi là chúng ta sẽ vượt qua tất cả các thử thách của ngày hôm nay và trở thành một vận động viên scooter chuyên nghiệp rồi. Ấy da, ấy da. Cố lên Slipper. Oh my god, lại là tia laser nữa à. Mình rất là ghét những cái tia laser này nha mọi người. Tại vì bởi vì khi mà nhảy qua cái tia laser như thế này á thì mình rất là dễ chết luôn á. Yeah. Let's go. Yeah, được, chúng ta làm được rồi. No. Oh, rồi. Thế là qua thế giới bên kia luôn. Mỉm cười xong này chuối và cùng nhau ngắm gà khỏa thân thôi. Oh my god, các bạn ơi, các bạn nghĩ cái này là đơn giản á? Không, cái này không đơn giản một tí nào hết. Và mình nãy giờ thì mình đã chết 28 mạng luôn, một con số hết sức là kinh khủng luôn á. Mà chúng ta đã đi được 1/2 quãng đường rồi. Thì còn một xíu thôi là chúng ta sẽ làm được thôi nha mọi người. À các bạn ơi, tới khúc này á thì mình nghĩ là chúng ta sẽ đi phía ngoài viền như thế này. Rồi xong, về với chúa luôn. No. Dạ, và bây giờ chúng ta sẽ thử lại nào. Nhất định là không được bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc. Yeah. Đúng rồi mọi người, chúng ta không nên bỏ cuộc chứ mọi người. Ây da. Chơi mất tiêu. Vậy là mình đã chết 30 mạng rồi, rất là nhiều luôn. Và tới khúc này á thì mình nghĩ là mình sẽ chạy chậm hết ga luôn nha. Rồi ok. Mình làm được mà. Yeah. 58 rồi. Và chỉ còn lại 42 start nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành thử thách trong ngày hôm nay. Rất là nhiều thử thách luôn. Các bạn ơi, thì mình đang ở start thứ 81, chỉ còn 19 start nữa thôi là chúng ta sẽ hoàn thành. Trời ơi, vừa nói hoàn thành là mình rớt mất tiêu. Và chỉ còn 19 start nữa thôi thì chúng ta sẽ hoàn thành cái thử thách của ngày hôm nay và trở thành một vận động viên scooter chuyên nghiệp nha mọi người. Let's go, và bây giờ mình đang khẩn trương. No, lại chết nữa rồi. Và bây giờ mình đang khẩn trương để về tới đích nha mọi người. Còn 19 start nữa thôi. Và còn 17 start nữa thôi. Let's go. Chúng ta sẽ làm được thôi mọi người ơi. Oh my god, lại rớt nữa rồi. Các bạn ơi, thì nãy giờ thì mình đã chết tới 48 lần rồi. Mình không hiểu nổi là mình chơi gà tới vậy luôn á. Và bây giờ mình đang cố gắng tập trung để vượt qua khỏi những cái thử thách này nha mọi người. Với trình độ của mình như thế này á thì mình nghĩ là mình không thể nào đi thi cuộc thi scooter ở trên trường mình được. Bởi vì mình còn thấy mình quá gà. Và chúng ta đã đến với start thứ 86 rồi. Let's go. Đừng có rớt. Cố lên, đây là những start mà cuối cùng chúng ta sẽ về tới đích thôi mọi người ơi. Cố lên. Yeah. Start thứ 87 rồi. Cố lên, chỉ còn... No. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ còn 12 start cuối cùng nữa thôi là chúng ta sẽ vượt tới đích. Oh my god, tôi nói là tôi không mua lò xo thôi. Mấy ông cứ quảng cáo là bán lò xo tôi hoài vậy. Tôi nói là không thể nào tôi mua lò xo mà. Yeah. Các bạn ơi, tới khúc này á, là có một cái tia laser nằm phía bên trên á. Nếu như mà các bạn nhảy lên cái tia laser phía bên trên á thì các bạn sẽ chết. Wow, các bạn đừng có để nó bị lười nha mọi người. Đây, tới khúc này á thì các bạn cần phải cẩn trọng hết sức mình luôn. Còn nếu không là các bạn sẽ chết đây. No. Oh my god, và chúng ta đã đến với start 90 rồi. Chỉ còn 10 start cuối cùng nữa thôi là không biết là mình có đạt được cái thử thách của ngày hôm nay hay không. Let's go. No. Mình làm được mà. À, ở trên đầu mình là có một cái tia laser. Nếu như mà mình nhảy lên á thì mình có khả năng chết rất là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ cẩn thận nha mọi người. Bay qua từng start một thôi. Yes, ok, start thứ 92 rồi, cố lên Slipper ơi. Dạ, yeah, mình vượt qua đây được mà. Ok, vậy và bây giờ thì mình còn phải chạy chậm khỏi khúc này thôi. Nếu như mà mình chạy nhanh quá thì mình bị cái tia laser này va trúng phải người thì mình sẽ chết. Và mình sẽ về với chúa thôi. Dạ, yeah. Yeah, start thứ 94 rồi. Chỉ còn một xíu thôi là chúng ta sẽ vượt qua tất cả các start của ngày hôm nay và về tới đích và trở thành một scooter chuyên nghiệp. No. Như thế này là không được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thử con đường thứ và bây giờ chúng ta sẽ đi thử con đường phía bên phải nha mọi người. Yeah, start thứ 95 rồi. Yeah, start thứ 96 rồi mọi người ơi.
Và còn 3 step nữa là chúng ta sẽ về tới đích rồi. Ây da, mình sắp trở thành một scooter chuyên nghiệp rồi. Dạ. Wow, các bạn thấy không? Người mình á chơi scooter nhiều quá, phải đạp xe đạp nhiều quá, bây giờ cơ bắp của mình cuồn cuộn quá, cuồn cuộn luôn. Và chúng ta đã đến với đích cuối cùng rồi. Chỉ còn một step cuối cùng nữa thôi là chúng ta chính thức về đích. Nó, con đường về đích còn khó khăn quá mọi người, chỉ còn một step. Còn một step thôi mà. Còn một step thôi mà, sao mà khó khăn vậy? Yeah! Chúng ta đã về tới đích rồi nha mọi người. Yeah! Wow các bạn ơi, tất cả các thử thách chúng ta có thể vượt qua nếu như mà chúng ta cố gắng tới cuối cùng nha mọi người. Và mình chính thức trở thành một scooter chuyên nghiệp và mình sẽ đại diện cho trường học của mình đi thi Olympic scooter nha mọi người. Và mọi người ơi, thì cảm ơn mọi người đã xem video của Slipper. Nếu như mà các bạn thấy video này hay á, các bạn nhớ cho mình một like, một subscribe, đúng không? Kênh Slipper màu đạt 10k sub nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye mọi người.